hậu vệ U22 Việt Nam đăng ký kết hôn với bạn gái hơn tuổi xinh như mộng. Hậu vệ U22 Việt Nam Giáp Tuấn Dương quyết định sẽ đá trận chung kết cuộc đời với bạn gái hot girl Vũ Minh Anh trong thời gian tới. Mới đây, hậu vệ trẻ Giáp Tuấn Dương khoe tin vui đã đăng ký kết hôn với bạn gái lâu năm Vũ Minh Anh lên trang cá nhân. Chúc mừng em đã có được anh, đó là dòng chia sẻ của hậu vệ thuộc biên chế của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ngay khi đăng tải bức ảnh cùng bạn gái xinh đẹp cầm tờ đăng ký kết hôn, Tuấn Dương nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng đội, người thân và các fan. Phần lớn đều tỏ ra khá ngạc nhiên trước quyết định lấy vợ sớm của hậu vệ 21 tuổi. Tuy nhiên, anh cũng nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người. Giáp Tuấn Dương, sinh năm 2002 đang khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Giáp Tuấn Dương chơi sở trường ở vị trí trung vệ. Cầu thủ trẻ này còn đá được hậu vệ trái ở mùa giải hạng nhất quốc gia năm 2022. Tuấn Dương được huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh xếp đá trung vệ trong đội hình của Công an Nhân dân. Anh là nhân tố chính góp công lớn giúp Công an Nhân dân thăng hạng V-League, sau đổi tên thành Công an Hà Nội thi đấu ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Tuấn Dương được đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ 21 tuổi được huấn luyện viên Chu Si điền tên vào danh sách U22 Việt Nam lên đường sang Campuchia chuẩn bị cho SEA Games 32. Nhưng ở danh sách sau cùng, hậu vệ trẻ của Công an Hà Nội đã bị loại khá đáng tiếc. Bà xã tương lai của Tuấn Dương là hot girl Vũ Minh Anh, sinh năm 2000 ở Hà Nội. Cô nàng từng theo học ở khoa luật hành chính tư pháp tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Minh Anh hơn bạn trai cầu thủ 2 tuổi. Cả hai có gần 3 năm hẹn hò trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Cô nàng sinh năm 2000 được đánh giá là một trong những nàng quắc xinh xắn nhất của lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại. Minh Anh sở hữu nhan sắc hút hồn cùng thân hình nuột nà. Trong thời gian quen nhau, Minh Anh không ngần ngại đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc cùng bạn trai kém tuổi lên trang cá nhân. Sau khi đăng ký kết hôn, đám cưới của Tuấn Dương và Minh Anh sẽ sớm được tổ chức trong thời gian tới. Nhan sắc xinh như mộng của bạn gái hơn tuổi của Giáp Tuấn Dương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.